Em thấy chuyện này nó sao sao đâu mình ơi. Hay là mình chạy qua bển mình coi thử coi. Chứ sao mà thằng khờ nó giết chết thằng Tấn được. Bà mới ngu lần hai á. Qua bển cho thành tội phạm hả? Mình quá, mình đừng có cho nó thấy. Thằng khờ bây giờ nó khôn ra rồi. Nếu như mà nó giết người á là nó tự xử rồi. Dễ gì nó la lên cho cả làng biết. Mà con vợ nó nữa, con đó mà biết là nó phải cản. Bởi vì con đó dư biết chuyện này mình lộ ra là mình sẽ đi báo quan, đúng không? Hai người kia bây giờ bận hết rồi, chỉ còn có mình anh. Nếu anh là huynh đệ của tôi, anh làm ơn giúp tôi đi qua đào cái quyền chung thằng Tân đi. Ông chơi bạn bè kiểu gì kỳ cục vậy? Anh nói vậy là sao? Bạn bè gặp nguy hiểm phải chia sẻ với nhau chứ. Mà anh em cũng kỳ. Chuyện nguy hiểm vậy mà để mình huynh dính vô, án mạng chứ không phải dẫn chơi đâu. Giả lại tôi là con nhà quan đó. Thôi bây giờ về đi, ngày mai bọn tôi qua phụ cho. Ngày mai trễ đại hết rồi, qua làm cái gì nữa mấy người? Bữa nay tôi không rảnh, ngày mai tụi tôi qua ăn uống bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra hết, khỏi ai nghi ngờ hả? Giả lại cha của tôi đang hấp hối. Kim ơi, vô ngủ đi con. Ủa, bà hấp hối mà sao giọng còn sang sảng vậy? Chắc ông mới hồi dương chắc. Thôi chạy đi ha, mai gặp ha. Tôi vô. Chàng ơi, sao rồi? Từ chối hết rồi. Có phải là anh hai nói chàng về đi, nếu chàng có sao thì ảnh lo. Người thì nói là vợ đau con bệnh, người thì nói là... Đừng có làm liên lụy tới họ. Đó, chàng thấy rõ bạn bè chưa? Bạn bè chí cốt là dầu sôi lửa bỏng, thế nào cũng có mặt. Đằng này, những người mà chàng cho là bạn tốt đó, có ai bên cạnh chàng lúc hoạn nạn không? Nhưng mà... À, con nữ, tao nghi lắm mà. Thằng khờ, mày thấy chưa? Con vợ của mày á, nó mua đồ hiểm độc, nó bày ra kế này để chia rẽ anh em của mày, cản trở mày với bạn bè vui vẻ, mày thấy chưa? Ủa, rồi mày nói có án mạng hả? Đâu, xác chết đâu, có thấy gì đâu. Mưu kế cũng cao tay lắm, ai dè đâu vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đúng rồi nè, xác chết đâu?